ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh. Đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở Việt Nam, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thế nhưng, cứ mỗi dịp kỷ niệm, trên Internet và một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây chính là thủ đoạn chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc. Những ngày thu lịch sử, càng gần đến kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người con đất Việt lại thêm một lần khắc ghi về nguồn cội, về giá trị hòa bình và lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 nơi kết tinh, hội tụ và tỏa sáng ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu chính là một trong những biểu tượng lịch sử vĩ đại như vậy của dân tộc. Từ đây, một trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam đã được mở ra. Nhân dân đã thực sự được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của quốc gia, dân tộc mình. Sự kiện đó như một thiên anh hùng ca bất hủ, ngàn năm sáng mãi, sẽ còn lưu danh đến muôn đời, một chiến công chói lọi đã viết tiếp trang sử vàng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng ấy có giá trị, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, không chỉ góp phần đánh bại tàn dư của chế độ phong kiến, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phát xít mà còn là tấm gương sáng ngời, cổ vũ động viên mạnh mẽ cho các quốc gia, dân tộc đang mất độc lập, tự do noi theo. Từ hào khí thắng lợi to lớn ấy đã tạo nên sức mạnh quật khởi, ý chí và niềm tin bất diệt, cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, quyết chí bình gan đấu tranh giành độc lập dân tộc. Để rồi liên tiếp giành được những thắng lợi mang tính lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ấy vậy mà, đi ngược lại với niềm tự hào của toàn dân tộc, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tung lên các trang mạng xã hội các bài viết với giọng điệu hết sức lạc lõng, hàn học, phản động, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử. Họ tổ chức các diễn đàn nhằm kêu gọi, kích động, tổ chức các hoạt động phản kháng, chống phá cách mạng nước ta, phủ nhận, bóp méo sự thật về giá trị nhân văn và ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này, hòng hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị không từ mọi thủ đoạn để xuyên tạc bản chất, ý nghĩa, tính chính nghĩa của cách mạng tháng 8. Chúng thản nhiên phán xét, phủ nhận lịch sử, công lao, sự hy sinh và máu xương của cha ông ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xuyên tạc và bôi nhọ tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện trọng đại này. Chúng đưa ra luận điệu công kích hết sức hàm hồ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin đối với cách mạng Việt Nam, xuyên tạc thành quả của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xét về bản chất, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử chính là một thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, đổi trắng thay đen, mục đích tạo sự hoài nghi, gây hoang mang, xáo trộn trong dư luận xã hội, nhất là thế hệ trẻ dựng cột tương lai của đất nước đối với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Với dã tâm phá hoại, lối tư duy lệch lạc, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thản nhiên quy chụp yếu tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 với việc thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền hoàn toàn là do gặp thời, ăn may. Do hoàn cảnh khách quan đem lại, phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh chứ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh không có vai trò, công cán gì. Thể hiện rõ bản chất phản động và thói lộng ngôn, xảo biện, những kẻ lật sử còn tiếp tục với những luận điệu cố tình đơm đặt, vu khống nhằm hạ bệ lãnh tụ. Chúng cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác Lênin với học thuyết đấu tranh giai cấp vào Việt Nam đã gây ra thảm cảnh nồi ra nấu thịt suốt mấy chục năm. Đi lên chủ nghĩa xã hội là lựa chọn hết sức sai lầm. Trắng trợn và lố bịch hơn, chúng còn rêu rao rằng cách mạng tháng 8 đã đưa dân tộc ta vào chỗ chết, là nguyên nhân trực tiếp đưa dân tộc đến thảm họa của hai cuộc chiến tranh 1945 đến 1954 và 1954-1975, làm cho đất nước bị tàn phá, dân tộc bị phân ly, để lại tàn dư nghèo nàn và đói khổ, tham nhũng và bất công xã hội cho đến ngày nay. Nực cười hơn, chúng còn ảo tưởng đến ấu trĩ khi cho rằng không cần tiến hành tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, độc lập dân tộc vẫn có thể có được với biện pháp đàm phán hòa bình. Chỉ cần khéo hạ mình xin chính quốc trao trả độc lập thì tự khắc tránh được cảnh đầu rơi máu chảy cho cả dân tộc. Và chỉ có lựa chọn con đường phát triển theo định hướng tư bản của các nước phương Tây thì Việt Nam mới có thể nhanh chóng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xét về bản chất, đây chính là thủ đoạn chiến tranh tâm lý, là cái bẫy bôi nhọ lịch sử của các thế lực thù địch, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, cần nhận diện sự thật và kiên quyết phản bác mạnh mẽ. Những kẻ xảo biện, ngông cuồng đó không phải không biết rằng, để có được thắng lợi trời long, đất lở của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, biết bao nhiêu máu xương của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào Việt Nam đã đổ xuống. Với những chiêu bài cũ kỹ, các thế lực phản động, thù địch đã cố tình xuyên tạc lịch sử, âm mưu kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Song, những luận điệu đó đã không thể lừa phỉnh, qua mặt được bất kỳ ai. Và chính điều vô lý ấy lại càng tôn vinh thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, càng khẳng định rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù 79 năm đã đi qua, nhưng hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam càng thêm hiểu lịch sử dân tộc, thêm yêu và trân quý giá trị của hòa bình và độc lập, càng khắc ghi niềm tự hào dân tộc và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của thế hệ cha anh. Cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi đã trở thành thiên anh hùng ca bất hủ, khẳng định chân lý và niềm tin bất diệt, một dân tộc có thể đất không rộng, người không đông, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, vũ khí còn thô sơ, phương tiện quân sự thiếu thốn trăm bề, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của một đảng cách mạng chân chính, sự chung sức trên dưới đồng lòng, nhất hô ba ứng thì dân tộc ấy vẫn có thể làm nên những sự kiện lịch sử vĩ đại có tầm vóc và đi vào lịch sử của dân tộc và thế giới như một địa chỉ đỏ, một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa điển hình ở khu vực và trên thế giới. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin về chiến tranh, quân đội trong thời đại ngày nay, trong mọi cuộc chiến tranh. Rốt cuộc thắng lợi đều phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường, chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhất định thất bại. Cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công và quan điểm của Đảng, Bác Hồ kính yêu, không một quân đội nào, không có khí giới nào có thể đánh gục ngã được tinh thần hy sinh của cả dân tộc, nhất là ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân ta. Thực tiễn quá trình đấu tranh gian khổ chống ách đô hộ của thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đặc biệt là quyết định táo bạo đầy sáng suốt trong thay đổi phương châm tác chiến ở tầm chiến lược, lựa tình thế, trước thời cơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là minh chứng sinh động nhất về bản chất cách mạng, tiến bộ, chính nghĩa và nhân văn sâu sắc của cách mạng tháng 8. Thực tiễn đấu tranh cách mạng đó đã bác bỏ mọi quan điểm sai trái, bôi đen của các thế lực thù địch, phản động về sự kiện lịch sử này, càng khẳng định rõ bản chất cách mạng của Đảng ta, Đảng của dân, do dân, dựa vào dân và vì dân, lãnh đạo nhân dân chiến đấu vì hòa bình, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó càng làm sáng ngời mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, Đảng hết lòng vì dân, dân một lòng tin và theo Đảng, càng thấm đẫm tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lý luận và bài học thực tiễn sâu sắc quý báu của thắng lợi của cách mạng tháng 8 trong thời đại ngày nay. Thắng lợi vang dội của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quyết tử không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam anh hùng. Bản lĩnh Việt Nam, tầm vóc và tinh thần cách mạng tháng 8 mãi âm vang, trường tồn, bất diệt, mãi là nguồn động lực to lớn khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền cảm hứng, cổ vũ và lan tỏa các giá trị truyền thống cao đẹp cho các thế hệ trên hành trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.